Đẩy ra con đẩy ra sao sao nó cong tay luôn mà không biết tại là như vậy. Mình lần đầu tiên mình mới biết gì mà vậy. Sao bộ cái đầu con chay trên này hay gì nè? Phải rồi, cái lỗi nó cay cong vậy đó. Rồi coi mình cột chay coi. Ôi bốn cái đuôi đẹp quá cả nhà ơi, một xanh chứ hai màu đỏ chứ một chút gót nó màu hơi. Ủa, ba đuôi. Ồ ba đuôi. Ơi cái đuôi nó có cái đuôi ca, cái đuôi nhọn nhọn nó kìa. Ok rồi con cứ làm con chay trước mũi nó đi. Chay của mình hôm qua nó bị gói luôn. Rồi
để từ từ con khoan nó xả ra. Gió quá luôn á. Mép dưới nó. Đây nè. Mép dưới đó con đưa lên là gì đó. Cái đó là trên cái lưng nó rồi. Không phải cái bài coi đã xuống. Đây nè, ông nội, đây nè. Ông nội gì cơ? Cái đó mình xỏ con dây vô đó gì đó. Lật con phải lật. Có con dây vô đây nè. Rồi hôm qua mình làm lần đầu tiên không biết nó thất bại thì quải rồi. Ở đây nó có cái miếng dư dư ra đường chung giữa cái lưng sống nữa cả nhà. Nên hai mẹ con làm đầu tiên không biết nha cả nhà. Bữa nay mình có một con diều mới mình làm để cho cả nhà vui. Không sao, hôm qua thất bại cả nhà cũng ủng hộ là cũng vui rồi. Không mà mình vui quá, hôm nay mình tiếp tục mình làm một con diều thành công cho cả nhà vui hơn nữa nha cả nhà. Cả nhà xem tới đây nhớ ủng hộ hai mẹ con một like được đăng ký nha cả nhà. Con sợ nó cắt đi, nó con sợ nó cắt đi tới bên Mỹ hay gì dữ cho con bụng nhiều dòng dữ vậy. Rồi chứ không phải con lặt cái bài đó trở xuống. Từ rồi con lo. Ê con, cái cây này con phải cầm cái cục nó nữa mưa ơi, xỏ cây đi con. Con phải xỏ cái cây đi mới được, con chịu nó được đó. Thôi đi lên chảnh nó cắt nó lên dữ lắm, bỏ nó vô cái cây đi. Lộn nó ra, con cầm làm bạn dựng gói dây à. Rồi cho mạnh xuống. Mạnh xuống chút nữa. Đầu kia đi. Được không? Rồi vậy được rồi. Đi cả nhà ơi. Đi ra khoảng trống này đây nha. Rồi con mới đưa nó cho lên. Chưa, từ từ con phải cho gỉ thằng lăng ơi, cho nó lên trên trời. Ôi bữa nay nó lên trời rồi cả nhà ơi. Quá đẹp quá cả nhà ơi. Con nhặt chặt vậy con thả dây từ từ ra, ở trên trời nó có gió hết trơn á. Cả nhà ơi, bây giờ con dẫn cái nhà mình đi vào rừng mình gài bẫy này nha cả nhà. Con có la từ rừng bẫy cầu ke nè cả nhà. Bên đây nè con. Dạ. Ở cái này bọc bên đó. Nè. Gã đang cần người gấp bên kia anh cần. Hôm nay nghe cũng đúng kêu. Mình mới xả nước chưa nè. Có
gió nữa chừng nó ưa đi lắm á. Nghe đang cũng cần ngừng quá các con kiên cực. Nó có ngay chỗ đó nó có cái đường mòn nó đi vô cái cây mình bác. Đây có hình cho phát bát được. Cỏ màu xanh miết ha. Nước nó cạn xuống cái cỏ lên xanh một lên. Cái gì? Chim sĩ hả? Ơi, chim sĩ mình ăn được không? Là ăn không biết làm hết được, không ăn được, không ăn nấu ăn được. Cái cây đó con biết làm sao không? Hồi đó mẹ ở ở Con Cồn á, mẹ đi xúc cá cái bắt đầu mẹ hái nó, mẹ bỏ vô đựng cho cá nghỉ ra. Nó dễ bỏ con cá vô á. Kỳ vậy. Ơi, cá nó khó nhảy ra, bị có lá nhỏ nhỏ nó cản lại đó. Ôi ở đây ba dây thú địch nhóc cho không phụ. Dạ. Dạ. Nó bò lên cây ngay cho con kìa. Ý không phải dây thú địch, chỉ có quả hả? Chỉ có quả. Cái cái quả đi qua lá dương sĩ quay cả nhà coi, dương sĩ hơi quá trời xanh lên bên đó luôn. Đây là cái quả này ta làm thuốc cái này quá trời xanh luôn đấy nha. Trong rừng dương sĩ. Dương sĩ nè. Ôi. Wow. Quá. Ôi. Cái trời ơi. Trứng đó nha ơi. Ôi con vịt. Ôi trứng xanh vàng chưa trứng xanh vàng không nha mẹ. Ôi trứng này trứng vịt trời. Đúng rồi. Đúng rồi, phải con vịt mình là trứng cá. Wow. Wow. Wow, con vịt trời cả nhà ơi. Con vịt trời nó đẻ sao trứng luôn. Ôi
Thôi còn sao, hay là mình chừa lên trứng cho nó hả? Chừa là mình là chừa lên trứng cho nó không? Mốt không lại đẻ nữa đó. Ừ, vậy mình đặt chừa trứng. Đúng rồi. Chừa trứng mốt lại nó đẻ nữa hay sao? Nó đang đẻ đâu, nó đang đẻ. Đúng rồi, nó đang đẻ, mới đẻ 6 trứng mà. Ê, hay là mình về mình nướng đất đi. Đúng rồi. Nướng đất xét đi cả nhà. Đúng rồi, đi. Đi mình đem mấy nước. Đi về nướng đất xét cả nhà. Đem ra cái bếp lều của mình á. Đem ra cái bếp lều mình nướng đây cả nhà. Nướng đất xét vô. Xích dưới rồi cái nhầu nhầu nữa, cái dẻo không đó. Không ngượng nắng thôi, cục đất thôi, bự bự đi rồi bỏ trứng vịt vô nắng như cái bánh bánh chè sôi nước vậy đó. Cục hơi bự bự nắng như chè sôi nước rồi bỏ trứng vịt lên nó. Đào đại cục bự bự luôn đi. Đào đại lớp trên mặt nó văng cho văng ra. Đào mình bỏ xuống lỗ mình nấu sẽ qua bên này mình sẽ dựng cái lều của mình lên nha cả nhà.
neo này để mà mình cột, làm dây mình cột. Còn cắt mấy cái dây cáp luôn. Nè. Cắt dây xuống trên. Rồi cây khô nó bị nẻ rồi hả? Cây nó nguyên nụi quá con ơi. Dạ. Con đốn chạy ngoài đây nè. Dạ, cái đó mẹ. Nó lên nổi không? Nổi. Ừ. Nó nhắn tủ lên nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nha. Ok. Con để con bưng nó vô luôn nè. Con để cỏ xui xui như là bó nó vừa vậy, gọn bỏ con bỏ trứng con bưng nó vô luôn. Để coi nó nóng á. Ôi. Đâu rồi không biết nữa. Ủa đâu tìm chưa rồi. Đây nè cả nhà. Wow. Đây nè. Ui. Ui, chóc cục đất ra rồi. Ừ. Rồi trứng nó bị cháy luôn cả nhà. Wow, chóc cục đất ra cháy bên bên rồi. Ừ. Cháy bên chóc cục đất. Wow, một trứng. Nãy là 5 trứng đúng không? Ừ. Đây là trứng này còn nguyên nè. Ừ. Ôi nó vừa nước cục đất à. Ừ. Ha. Ừ. Trứng này nó vừa có hơi nước cục đất à.
đây luôn. Đó, thấy ngon không nha? Ngon à? Ừ. Đây nè. Quá ngon luôn cả nhà. Còn trứng nữa. Mấy trứng rồi? Rồi. Mấy hộp rồi? Làm gì? Trứng nó nứt ra thành than luôn rồi. Đâu vậy? Nè. Ôi rồi, nó cháy quá trần luôn. Rồi. Rồi. Ủ quá ha. Rồi. Tại nó nứt cục đất kìa. Ừ, thôi bỏ đi. Rồi. Còn được 4 trứng cả nhà ơi. Đây. 4 trứng của chúng ta. Để con tính lên. Chúng ta mình vô cái trúc liều. Ôi. Đây, chúng ta chúng ta cái nhà ơi. Ôi. Ai 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 chụp chụp chụp. Đây nè. Đến trứng của mình. Giống như mùa chuối nướng nhỉ. Wow. Wow, đây cả nhà. Wow, để con đắp cho cả nhà coi nha. Đây nè. Ui, đó, khói nghi ngút luôn. Trứng kia sao khác ngạt luôn biết nữa. Trứng kia chắc 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 nãy mày sợ nó sống mà xích mày dít cho nó hơi hơi lên nó nóng á. Đây nè. Ui. Rồi, hay quá. Ừ, nó nóng ghê luôn á. Ừ. Cái hơi cục đất. Ui già nóng. Đây trứng này nè. Nóng cỏ đổ mồ hôi cỏ luôn mẹ. Ừ. Wow. Quá hấp dẫn luôn. Rồi sao lọt ra vậy? Nóng quá. Để con lấy cây phân khó nè. Dạ. Wow. Cái nhà đâu nè? Ui da. Ui da. Ây da, chín rồi. Ừ, chín đặc rồi nha. Ây da, nóng quá. Ây da. Chúng lá cho nhiều lên, đổ 2-3 miếng. Ừ, con muốn tròn tròn lên. Rồi, gió gió lên. Chết rồi. Ừ. Ui. Wow. Trời ơi. Muốn con phải để cái tấm lá ngay giữa. Ồ. Ồn quá cả nhà ơi. Đi ra đồng mà kiểu giống như là bắt trứng vịt đâu cả nhà, là nướng ăn vậy nè. Khá là nóng. Ý mình kêu trứng vịt hay hộp vịt ta? À, ở miền Tây thì nó kêu là hộp vịt. Ừ. Còn đúng của nó là kêu bằng trứng vịt. Còn dân miền Tây thì kêu là hộp vịt không rồi cả nhà. Ôi dạ, nóng quá cả nhà. Ăn được cái trứng vịt. Nóng quá trời nóng. Kìa con bẻ bún ra đại đi con. Ừ. Bẻ bún cái hộp vịt ra luôn. Bẻ bún ra cho cả nhà coi luôn nha. Ừ. Đó. Đây nè. Đây nè. Ừ. Quá ngon luôn. Đây là hộp vịt nướng đất sét cả nhà. Sao dạ, thành dạ. Quả của chú Phương rất là ngon luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà nha cả nhà. Nè mẹ. Ừ, ăn đi con. Đây nè. Cái nhà mà cái nhà đói quá luôn, khá là chưa ăn gì chứ. Ngon, rất là ngọt luôn á. Cái nào mình nướng như thế này nè là cái hộp vịt của mình nó mắc cục đất thôi nha, nó không có bị bể. Còn nếu như cái nhà thải đại vô trong cái đống lửa là nó sẽ bị bể. Ăn nhà qua ăn trứng nè. Ăn rồi kìa, kêu nó chạy lại đó nghe nè. Nè ăn trứng nè. Đó, thấy chưa.
trứng nữa, trứng nha, vàng. Đó. Trắng. Trắng qua mấy bài. Đó. Ăn đi, đừng nó bụng. Nóng ha, ăn từ từ thôi. Nghe. Rồi tới mình lọc cái này cho cả nhà cũng cách nghe nha. Ây da, để Phương đi xuống dưới mương đó, Phương nhúng, Phương rửa cho nó sạch ở phía bên ngoài cho nó đỡ nóng luôn nha cả nhà. Rồi cho nó sạch xinh cho dễ lột. Rồi. Nóng quá. Đứng đi. Ây da, nóng. Ây da. Ây da rồi. Rồi gớt cũng đắt rồi cả nhà. Rồi. Không sao. Nóng quá. Da nóng. Kinh khủng lắm luôn. Mình nướng xong rồi mình rửa. Ừ. Cái này mày cầm cho con rửa đi. À. Đấy, nguội lại là dễ lọt cái nha. Rửa nguội. Rồi lên. Rửa chưa? Rồi. Ngon à. Cũng thiếu luôn. Ừ. Rồi mẹ ăn trứng này đi, mẹ đưa trứng nó con lọc cho. Mời cả nhà nha cả nhà. Đến đây thì Phương xin phép dừng video thôi nha cả nhà. Sáng mai thì Phương với mẹ Phương sẽ đi thăm bảy trong kia. Hẹn cả nhà vào clip kế tiếp mình sẽ thăm bảy nha cả nhà.